YouTuber chúng ta thường có một cái tật là nghĩ ra ý tưởng gì hoặc là xem trên YouTube thấy có cái clip nào hay thì ngay lập tức về nhà quay rồi dựng video đăng lên YouTube ngay. Làm như thế nó cũng giống như trong bóng đá đấy, mình thấy đội tuyển Việt Nam đá rất là hay, thế là mình cũng ra sân mình đá ngay, mình nghĩ mình cũng làm được như thế và đá thì thua. Đằng sau đó mình không nhìn thấy cả cái quá trình dài người ta tập luyện, người ta ăn nghỉ, người ta chỉ có chế độ riêng và quan trọng hơn cả là người ta phải có chiến thuật nghiên cứu đối thủ kỹ lưỡng trước khi ra sân. Trong video clip ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện với kênh Lovely Sài Gòn để thấy được một số bước chuẩn bị cần thiết trước khi bạn quay và dựng clip để đăng lên YouTube. Đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông, đây sẽ là nơi chút bầu tâm sự của tất cả YouTubers Việt Nam, đồng thời cũng là nơi Henry Phan cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Đầu tiên là phải nghiên cứu từ khóa, nghiên cứu cái chủ đề mình sẽ làm, tập trung vào những chủ đề nào mà có lưu lượng tìm kiếm lớn. Dạ. Rất thích cái suy nghĩ của em là mình phải làm cái chủ đề nào mình thích, mình phù hợp với mình chứ không phải là cứ chạy theo khán giả. Thì thường có các kênh khác ấy, khi mà có clip lên giống kiểu bậc kia ấy, thì người ta sẽ đi hẳn theo cái hướng đó luôn. Nhưng mà em không thích thế cũng được, ok anh đồng ý. Tại vì ấy, cái hướng đó cũng cái hướng khó phát triển lâu dài. Dạ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu mà em không đi theo hướng đó thì bây giờ em phải đi theo những cái chỗ mà nguồn lưu lượng nó nhiều. Nguồn lưu lượng nhiều, một là em tìm hiểu ở trên cái thiên nhiên, bây giờ những cái địa danh nào mà đầu tiên, những cái địa danh nào mà nổi tiếng nhất của Sài Gòn em làm trước là lưu lượng tìm kiếm chắc chắn là nhiều. Đấy là cái thứ nhất nha. Thứ hai nữa là theo trend, bắt trend vào nha. Trong một thời điểm cái YouTube, cái vấn đề thời điểm cực kỳ quan trọng. Có trend mà phù hợp với Việt Kiều là bắt trend. Ví dụ như chuyện hôm trước có chuyện gì mà ở bên quận 7 có một Việt Kiều gì dắt chó vào thang máy đi ỉa cái gì đấy. Dạ em biết này, ông đó ông đánh ông bảo vệ đúng không? Cái đó nếu mà em làm clip về chuyện đó em chỉ cần không cần phải quay hết, em bật camera này lên, bật webcam lên, em ngồi nói thôi. Em chỉ cần ngồi nói lại những bài báo mà em đọc được thôi, em cũng thậm chí không cần phải sang tận nơi. Nếu em có thể sang tận nơi cái chung cư để em quay một đoạn nữa thì hay quá. Còn nếu mà muốn em bắt trend với tốc độ cao ấy, bật camera lên đọc mấy bài báo, đọc 3 bài báo xong rồi ngồi tự nghĩ lại trong đầu, xong rồi ngồi bật camera lên ngồi nói, chắc chắn có view. Có đúng đối tượng khán giả của em không? Đừng bị hạn chế mình ở trong vấn đề là chủ đề hay đề tài. Cái em cần phải quan tâm nhất là khán giả của mình là ai. Yeah. Đấy, đấy là bước 1 là nghiên cứu từ khóa, nghiên cứu chủ đề, nghiên cứu xem những cái gì mà sẽ có khán giả trước, sẽ có view trước. Bước 2, thông thường mà cái lưu lượng tìm kiếm lớn này, em đánh dấu cách đi, nó sẽ hiện ra một loạt cho em. Em sẽ lấy tất cả những cái này để làm thẻ tag cho kênh nhá, cho video nhá, đúng không? Thì tất cả những cái gì liên quan, ví dụ như chợ Bến Thành flycam mà của em không phải flycam thì tuyệt đối không được bỏ vào nhá. Dạ. Người mà người ta đang tìm kiếm như này là chắc chắn người ta muốn xem flycam rồi, mà hiển video của em mà hiển thị cho người ta là người ta chắc chắn sẽ không xem. Có click vào xem cũng click ra ngay, làm tỷ lệ thời gian xem trung bình giảm xuống. Là em bỏ ra nha, đừng tham nha. Nhưng mà những gì liên quan thì bỏ hết vào. Sau đó bước tiếp theo, bước thứ ba là em chọn một trong một chủ đề nào đấy để làm hướng đi của video của em. Cái việc chọn chủ đề nó sẽ thay đổi cái quay của em, đúng không? Ví dụ như chợ về đêm thì em sẽ đi ban đêm, em không thể đi ban ngày được. Nếu mà em đi ban ngày về em tự nhiên ngồi tìm lại thấy hóa ra tìm kiếm về đêm nhiều hơn, xong rồi em ngồi em cứ tối ưu hóa về đêm thì là phí công quá không? Đấy. Sau đó em sẽ chọn một cái để làm hướng đi cho video của mình, chọn hướng đi. Rồi sau đó em ra thì em phải chụp hình đại diện nào đó, chụp ban đêm nào đó, chụp được khoảng ít nhất phải 3, 4, 5 cái hình thật đẹp. Lưu sẵn về đấy để tối về lúc về edit còn có cái để mà edit xong rồi bắt đầu mới quay. Rồi em suy nghĩ tiếp về vấn đề gọi là tăng chất lượng của video, tăng chất lượng âm thanh hình ảnh lên để tương xứng với cái YouTube TV của khán giả em đang xem.
nha. Rồi em xin tiếp về vấn đề format của video phải như thế nào, bắt đầu như thế nào, chỗ nào gọi đăng ký video như nào. Em hiểu rồi. Nha. Bình thường bao lâu em ra một video? Bây giờ đang bao lâu ra một video? Thường thường một ngày em up 2 cái. Ôi, sao mà lắm thế ông? Lắm quá hạn. Thế mà bảo là em không có thời gian đầu tư cái gì này nọ. Làm ít. Em chạy ra đường. Em chạy ra đường không quay. Cái hay cái. Anh nói kênh của em chưa có một cái đề xuất cái chủ đề nào mà nó rõ ràng cả. Nhưng người ta bây giờ đang trong giai đoạn tìm kiếm thì em phải làm thật chất lượng vào, em phải làm thật chất lượng vào, làm ít thôi, 2-3 ngày làm một video thôi thì em bắt đầu mới gây dựng được cái khán giả gọi là gắn kết cho kênh của mình, mới có thời gian để tăng chất lượng của video lên được chứ. Sau này có thể 10 người, 100 người như em cũng có thể có một người thành công, gọi là vô tình được thuật toán đề xuất lên giảm sản xuất video lại, mình vô tình mình lên được bằng cái từ khóa, bằng cái tối ưu hóa đấy. Nhưng mà để được lâu dài ấy, thì phải chất lượng của content nó phải có cái gì đó đặc biệt, nó phải có gì đó có giá trị, không thì mình sẽ trở thành công nhân giải trí đấy. Em hiểu khái niệm công nhân giải trí không? Hiểu. Thay vì mình làm gọi là nghệ sĩ, làm sao thì mình trở thành công nhân giải trí, mình cứ phải mỗi ngày cứ phải video 2 lần để cho khán giả xem thì mới có tiền. Như thế nó rất là kém hiệu quả, em hiểu không? Còn thua cả em đi làm công sở 8 tiếng một ngày nữa. Công nhân giải trí giá lương rất thấp. Anh nghĩ anh biết là em sẽ đi được theo cái hướng đó khi mà em từ chối đi theo một cái hướng đã được đề xuất, mà em từ chối đi theo cái hướng em không thích, là anh biết là em sẽ làm được cái điều đấy. Những cái gì thực sự có giá trị, mà muốn có giá trị thì em phải có thời gian. Nhưng mà một ngày em ra tận 2 video thì làm sao mà ra được cái gì có giá trị. Nha. Tạm thời như thế nha. Rồi